Ông chết. Cái gì đâu? Ở đâu vậy? Cái gì vậy? Tưởng ma nhát. Nhát gì? Vô duyên nữa. Bỏ hết rồi phải không? Hết rồi, bớt vô duyên lại nha. Trời ơi trời, bà thánh đâu rồi? Bà lo đâu đó rỗng nó xíu bà đâu giờ? Khi bà qua cho tôi lấy hàng rồi. Mới này sáng bán. Trời ơi, bữa giờ cái mỏ bị sưng đó, bây giờ bút bớt rồi. Giờ qua lai chim bán hàng lấy tiền đi làm ngược. Cái gì? Cái tiền đi làm ngược. Nữa hả? Làm ngược hả? Ừ. Có. Vô duyên. Gì đó? Trời ơi, ta chưa làm á, làm gì mắc duyên gái người ta sao? Vô duyên bà Thám ơi, bà Thám. Bà coi ông chồng bà là vô duyên quá trời quá đất nè. Ủa gì la ông sầm vậy? Trời ơi. Ủa, ông định đi đâu hả? Đi rước giác hay đâu? Rước giác mà trang bị dữ vậy sao? Trời ơi, nước ngập mà phải làm vậy. Trời ơi, lố sợ mà thấy không? Ai mà giờ nóng đợt đi mà áo phao đi rước giác. Nước ngập có một xíu à. Mà làm vậy á, bà thấy bà không vô duyên không? Bởi gì? Tôi nói với bà á, tôi qua tôi lấy kiếm bà tôi lấy hàng. Tôi kiếm tiền để tôi bán, tôi lấy chim bán hàng, tôi làm ngược. Bà thấy không vô duyên không? Tôi muốn giờ tôi hết hồn với bà. Rồi bây giờ mày qua đây lấy hàng hay gì? Thì lấy hàng nè, tôi lấy hàng lấy chim bán đi kiếm tiền đi làm ngược. Nữa hả? Rồi chọn được trung tâm nào lớn chưa? Rồi, trời ơi, giờ này bữa hổm tôi đi tư vấn rồi, bác sĩ nói tôi á, làm chỗ cho đàng hoàng á, chứ làm tầm bậy tầm bạ là bị ung thư. Tôi sợ. Rồi hôm trước rồi mày làm cái kiểu gì mà mỏ mày sưng như cái quặng vậy? Đó thì bởi vì tôi làm chui là ham ghẻ đó, làm chui bởi vì mới bị như vậy đó. Bây giờ rút kinh nghiệm rồi. Ôi nước lũ dâng cao, dâng theo mấy ngọn đường đi. Tao bị nắng quá à. Mày thấy da mặt tao lúc này nó xấu lắm. Đứng ngoài nắng không à. Bởi gì? Mày gian gán dưỡng da nghe không? Để không thôi làm ngực xong rồi đẹp gái rồi cái da mặt cái xấu quắc đi. Nữa giết bởi người ta nói ở chung với bị lây à. Rồi chọn cái trung tâm nào lớn chưa? An tâm chưa? Lựa rồi kìa nè, tôi lựa rồi. Tôi nói ba tôi rồi, ba lần này ba tôi chở tôi đi. Ừ, vậy được rồi đó. Bây giờ bữa nay lấy mấy thùng? Lấy cho tôi hai thùng lớn đi. Thùng 40 chai hả? Đúng rồi, hai thùng lớn A gì vậy nè. Mày đi bằng gì mà sao mày chở được? Giờ thời giả tôi qua đây xe nước nó ngập. Thì tôi xe tôi hư bỏ sổ ngoài kia rồi. Ừ. Lát tôi kêu ba tôi qua chở. Ủa vậy đó hả? Nãy dâu cho hàng nó chưa? Nó mới mà định qua lấy mà chưa có xe, xe nó hư rồi. Anh giống lo dắt chút. Đi ra. Dạ. Thấy bà hai chồng mà chưa? Vô duyên nữa kìa. Ủa, nãy cọ đó chưa? Nó đang đợi ông ở trong kìa, thôi ông đi vô ông tám chuyện với nó đi. Thằng quỷ à, nó cứ qua nó kiếm chuyện bà. Mình lố mà vô duyên thiệt. Tại ông ghẹo mày đó. Trời ơi, bữa nay bà làm cái gì mà bà vẽ tùm lum hết trơn vậy? Ôi, cái này ông chớ cũng làm cái gì đó không biết nữa, ông từ thiện hay gì đó tao cũng không rành nữa. Từ thiện hả? Như lát vô cho tôi hai phần nha, tôi phần ba tôi phần. Dạ, mình xin từ thiện gì nữa mày bán hả? Vô duyên nữa. Anh nói nghe nè. Không chết rồi. Bà hay chưa? Ông vô duyên chưa? Bà hay chưa? Chết nè, ông lâu quá vậy ta. Ông chết ơi, lâu ông chết. Đây mày ơi. Tao không phải lo cho nhỏ nữa. Mới đi học rước nó về đây mà. Trời. Sắp sẵn rồi hả? Gì vậy ông? Gì vậy? Trời ơi, tao rước dắt thì tao phải cẩn thận, mặc áo phao được, có gì tao bơi. Trời ơi, làm lố quá ông ơi, nước nhập tới đầu gối à, mặc áo phao. Dạ, ai đi rước đi? Ông lớn, ông đi trước đi. Đi quýnh cờ có dù lớn nhỏ nữa. Quýnh chầu cà phê nha. Thì cà phê, bây giờ mày thua đó. Tại mày phải trả gấp đâu tiền cà phê à? Coi như ly phê đá của tao luôn. Mà con ăn ông á là không có lĩnh tiền cà phê nha. Biết rồi mày ơi. Bà Thám ơi, tôi ăn không có tính tiền cà phê đâu nha bà Thám. Ôi trời ơi, mấy cái gì mét mã gì vậy? Ông sắm tại trước không? Họ không tính tôi sao? Đó. Vô pháo hả? Chiếu. Mới vô chiếu rồi. Chiếu chứ, phải chiếu chứ. Chiếu. Vậy hả? Mới ăn con hết biết đường đi rồi. Từ từ. Trời. Gì đó hết biết đường. Đây. Trời ơi, lên. Lên gì tôi quất mày luôn hay lên gì? Trời ơi, quên. Lên ngựa. Kéo về mày.
Cây ở đây thôi, ở đây, đây, đây thôi. Lên. À, lên kể phải chứ. Lên này nè. À. Cẩn thận cua lửa nha, cẩn thận cua lửa. Gì? Lên, bắt. Gì? Bắt con lửa này hả? Bắt chứ. Ừ. Chạy đâu, chạy đâu? Chạy đâu gì? Lên con ngựa này, bắt con ngựa này. Uống cà phê miễn phí rồi. Không, để ta coi coi, từ từ chứ, không phải miễn phí gì. À, đây được không? Đây được không ta? Ai biết đâu à. Ở đây là mệt rồi đó nha, mệt rồi đó nha. Chiếu. Chiếu đâu chiếu, chiếu đâu mà chiếu. Kỳ ta, nhất là con này. Nói gì ăn bỏ tướng sao nổi vậy? Lộn. Chả đi ăn bỏ tướng sao được. Rồi, hiểu rồi. Rồi, uống cà phê miễn phí rồi. Phí vậy, kéo về mày. Kéo về hả? Kéo về. Lên làm gì? Ra xe à? Ra xe ăn à? Phải ăn mày, từ mày. Có dồn dập không vậy không, có chịu không nổi. Chịu phô trùng. Cái gì vậy? Tao diễn thôi chứ còn. Ủa này ông ăn gian hay sao nè? Con phó tao nằm đây hồi nãy giờ nè mày. Đừng có nói gì, đừng có nghe, thôi đi cà phê đi ông nội ơi. Mới có mấy nước là thua rồi, sắp đi, sắp cà lại đi. Chớp. Dữ quá. Rồi quýnh cà hả, cho lưu phải đá rồi. Trời ơi. Phải đá. Biết rồi, lại là cái đờ làm sùm à. Sắp cờ đi mày, sắp cờ đi rồi tao lại tính. Quýnh cờ hả? Ừ. Ông quýnh dữ quá, ông Quỳnh quýnh lại không? Mày quýnh gì lại chết để tao trị nó mới được. Sao con? Lúc này sao con? Lúc này bất động sản sao? Bất động gì chú ơi, dạo này khó khăn lắm chú ơi, bất động sản đứng hình rồi chú ơi. Đứng rồi phải không? Dạ. Bất động sản đứng hình rồi con bất động rồi con sản luôn phải không? Gì sản không nổi. Chứ đứng hình là mày chết mày rồi. Lỗi không à, sản tiền tôi đốt không còn được nữa nè. Gì? Tiền tôi đốt không còn được, sản. Rồi mới giỡn câu mà nóng mày. Tôi kêu tôi sản. Ra đi. Trời. Thử nhẹ vậy? Ông hút lên. Hút đâu? Cái người ta hút gì ông nội? Ai biết, trời ơi, thấy đen, mình làm cái muỗng inox nẹ đó đi. Mình để cái muỗng ấy. Thử nhẹ mày đã. Mình mấy ước nhẹ vậy? Đứng lên coi. Lạnh mà kêu, thôi nè. Thử nhẹ vậy, thay độ đi, bệnh cách. Thay vậy, bây giờ lội về thay ước nữa. Ừ, từ nhà tao qua nhà mày, nước nó ngập á. Tao đi nửa chừng thèm cà phê quá. Mà tao lội ngộ nó ngập chút gì thôi tao ráng, nó gần tới quán mày rồi tao ráng lên tới đây luôn. Ông nói sao á, thằng hai cò nó qua đây nó đâu có sao đâu. Tại con lùn, ông cao, ông bể qua ông ướt hết trơn đó. Nói gì lùn cao đây mày? Nước chưa ngập khỏi đầu. Mày nói đầu tao mới nhớ nha. Sao? Hồi nãy con đi rước dắt á. Ừ. Trời đất ơi, nước nó dâng lên á, ta lăn xe người ta chết máy quá trời quá đất luôn. Tới đâu? Học sinh đi học về đó, khóc luôn mà. Nước tới đâu? Nước tới đầu tôi nè, trời ơi, nó lên tới khò tới mỏ ác luôn. Mày không xạo mày, nước nào lên tới mỏ ác mày? Lộn, nước lộn. Mà lên tới mỏ ác này chắc cả làng này chết hết rồi. Lộn, nước lên tới đây. Trời muốn xạo à? Tao lội tới đây rồi nước tới đó. Ông lội tới đây là tao đi trên bờ. Bờ đâu? Tao đi trên đường đi á mà nước nó ngập tới đây nè. Thì đó, qua đây tôi sụp bà, sụp xuống tôi lọt xuống ao thì nên nước nó ngập tới đây. Thôi mình nói vậy đi. Tại mình đi lọt xuống ao. Nói thiệt không, sắp tới ha, là tôi giàu luôn rồi. Ôi là cái giàu. Thằng này nó bất động sản nè, bây giờ nó bất động, nó sản luôn rồi nè. Ủa mày xạo mày giàu. Sản rồi ông nội. Đây nè, tôi sẽ mua hai chiếc ghe. Mua ghe tôi gì? Kinh doanh. Mua ghe mà kinh doanh gì? Tôi á ha thì bán rau cải, một chiếc ghe bán rau cải, bán đồ ăn uống này đó. Còn con vợ tôi một chiếc ghe bơi đi bán cà phê với xì mắc a đó. Ê thằng này hay vậy. Từ đầu óc kinh doanh ghê ta. Cái là mùa nước gặp ba. Trời ơi mày nói là tao nhớ ở miền Tây quá. Cái gì á, ghe chiếu Cà Mau nó cắm xào trên bờ kênh Ngã Bãi. Ê cái vùng chợ nổi đó. Chợ nổi. Ngon á. Trời ơi mày mua đi, một năm mày bán được 3 ngày nước lụt. Dạ. Một năm mày bán được 3 ngày nước ngập đó. 3 ngày sao được. Ông nói từ 1 tháng là biết bao nhiêu ngày, một tuần lễ nước ngập á. Rầm. Rồi mùng 1 nữa, nước dâng lên đó. Hồi đi hai ông ơi. Hai ông nổ rồi quýnh cờ nè. Cái này là tôi nói ông nghe đó ha.
Mới mốt tôi á chèo chiếc ghe đi ngang á, tôi rau cà phê đó ha, là vợ tôi rau cà phê rồi ha. Ừ. Không mua rau cải nè, không uống cà phê nè, đó không, ông khỏi cần đi lại quán tôi. Nước rồi mốt nó ngập, trời ơi, bữa hổm ông kia ông cao cao cái này mà ông nước ngập mà ông sình lên mày. Nước ngập chết ông sình lên cả, cái đầu còn có cái mình còn có khúc à, ghê lắm luôn, chồng quay. Cao cao chỉ ông á. Này nó vô duyên chúa luôn. Ừ, mà ông vô duyên. Sao mày gặp tao mày nói tao chết hoài mày. Thì thôi anh cờ đi, anh cờ đi. Tao dễ gì chết mày, tao lo cho con cháu xong rồi, tao mới chết. Ừ, không biết sao mà hấm ba phái ông nữa, ông chết sao luôn. Thôi, uống cờ đi. Vô duyên gì đó. Ừ, uống cờ đi. Ra đây đi, ra đây. Mày gì vậy? Mày qua đây đi, để tao quýnh với nó. Mày quýnh không có lợi nó đâu, thằng chết nó quýnh dữ lắm. Qua đây đi con, qua đây coi, coi coi. Đang quýnh mà. Cha gì mày, tao chú về thôi, không có cha mày đâu. Mày đưa cái ly nước tao coi. Ừ. Còn làm như quýnh hay lắm vậy. Không hay gì, cỡ mày hả? Ba nước thôi con. Dữ vậy hả? Ba nước thôi. Ba nước thôi, xong. Còn túi. Mày hả? Mày chắc được bốn nước. Ôi, bốn nước. Bốn nước. Trời ơi. Chơi cá độ đi. Chơi hả? Ngon à, cá độ ngon à, ly cà phê mày. Ly cà phê phải không? Ừ. Cái gì cha, ba người ly cà phê. Ba người ba ly chứ. Còn mày uống nữa hả? Chứ sao? Thôi ba ly luôn. Đấy. Thôi, tao đâu có trả đâu, tao sợ. Trời, ai, ừ. Ai đi trước đây? Đó. Mất dạy mày. Gì chữ, trời, chưa gì, vô chưa quýnh bài cờ, chữ gì? Chữ người ta trời. Biết quýnh cờ không? Sao? Biết quýnh cờ không? Cái luật cờ tướng sao? Sao? Già, đỏ, nhỏ, xanh. Trời ơi. Trời ơi. Có vụ đó nữa ta. Sao không? Thì muốn dùng bên đỏ phải không? Vậy mày không biết quýnh cờ. Ừ, rồi. Không biết quýnh hay cỡ nào, nổ bà cố luôn. Thì hay cỡ nào coi đi biết. Mày ba nước à, vô đây để tao diệt chết rồi xong rồi tới mày. Bốn nước à, bốn nước à, bốn nước à. Bốn nước nè. Rồi. Ai, còn quýnh bốn nước cái người chấp đi trước đi. Chấp đi trước phải không? Ừ. Vô pháo nè con. Dạ, muốn đánh nhẹ nhẹ thôi, đâu có dữ vậy. Thích vậy đó, quýnh vậy nó hùng hồn. Lên sĩ chắc. Chống sĩ phải không? Chống sĩ chết. Chống sĩ. Xin lỗi nha, tôi vô pháo này đi. Gì vậy? Tôi vô gì? Pháo này gì? Thì cũng này. Là vô pháo thôi. Vậy tôi xin lỗi, tôi chống sĩ chống, này chống à? Sĩ này à, à, vậy thôi. Có gì đâu. Lên ngựa. Gà tướng chết. Gà tướng chết. Gà tướng. Gà tướng. Gà tướng. Gà tướng kìa. Lên xe. Lên tướng chứ. Lên tướng. Lên tướng. Không, không, không được, không được, không được, lên tướng được. Lên tướng đi, lên tướng. Đừng, đừng lên được. Lên được. Lên được. À. À. Ra xe. Phải vô tướng. Vô, vô tướng. Vô, vô tướng. Vô, vô tướng. Mày đi đâu? Đâu vậy? Đi đâu gì vậy? Chơi ơi. Mày đi đâu? Xuống đây chiếu đi, xuống đây chiếu đi. Mày đi đâu? Mày đi đi. Đâu kệ tao chứ. Trời, tao có quyền. Lên thượng, lên thượng. Lên thượng em chứ. Lên thượng, lên thượng. Cười gì, cười gì? Cười gì trời? Tướng. Tướng, 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 tướng hả? Tướng hả? Ừ, còn con xe hả? Còn con xe hả? Lên nè. Lên nữa, lên nữa. Lên nữa kìa. Lên tướng, lên tướng. Lên tướng. Chiếu à. Lên sĩ. Giá bằng sĩ đó mà. Lên nè. Làm gì, làm gì, làm gì, chưa, chưa, từ 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 từ. Lên chốt tử. Hả? Lên chốt, lên chốt, lên chốt. Lên chốt hả? Lên chốt. Chốt này hả? Ừ, lên chốt. Bắt, bắt chốt nè. Chốt. Trời, bắt chốt. Chốt. Cho ăn bắt ăn luôn đó. Trời ơi, giỡn hoài, đâu có sợ đâu. Xuống sĩ, xuống sĩ, xuống sĩ. Xuống. Xuống sĩ, xuống sĩ. Xuống sĩ. Bị tao lừa. Tao đâu có ăn chốt đâu, tao ăn con này. Ngu, ngu, ngu. 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 Mắt cầm xe rồi, quýnh gì nữa. Mắt cầm xe quýnh gì nữa. Ngu. 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 Ông làm gì ông đập đầu tôi? Trời ơi trời, sao mày chỉ? Tao quýnh với anh chết, tao quýnh với mày hả? Ông lùng, ông lối hả? Thằng nào lùng? Thằng nào lùng? Tụi mày chém giết nhau đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, chết tôi ơi, trời ơi. Đó, 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 không có sao. Chết, chết. Chết, chết. Chết rồi, chú xin lỗi.
sao này trễ quá à. Giờ này chưa lại lấy hàng nữa. Khách người ta hối nãy giờ. Trời ơi, dầu sôi lửa bỏng mà sao nó không nghe điện thoại tôi vậy chàng? Alo. Ừ, em tới đâu rồi? Dạ, em tới trước rồi chị. Ừ, nhanh nhanh giùm chị đi. Trời ơi, khách hối quá trời em ơi. Dạ. Ừ, lẹ lẹ nghe. Dạ. Dạ, em tới rồi chị. Ừ, trời ơi, sao trễ vậy? Trời ơi, em nói chuyện nghe. Nước ngập quá trời luôn, nó kẹt xe hả? Người ta dẫn bộ chết máy quá trời luôn. Rồi, em đi bằng xe vậy? Em đi xe hơi. Ờ, vậy hả? Rồi, em tranh thủ em chở cho chị nè. Đi xe hơi đi chở mấy thùng này mới dạ, ăn. Dạ. Ừ, thôi em bây giờ em ginh em giao cho khách giùm chị vậy nha. Dạ, giao này trước 3 thùng hả chị? 3 thùng. Ờ, lẹ lẹ. Chị khách hối dữ lắm nghe Hải. Dạ. Khách người ta đang hối quá trời, không có hàng người ta bán. Còn hết chị? Có 3 thùng à em. Dạ. 3 thùng mà hối muốn chết luôn vậy đó. Rồi vậy nhanh nhanh giùm chị nghe Hải ơi. Dạ. Trời ơi, công nhận ông bác sĩ này ông ác thiệt. Ông dán sao mà cái lỗ mũi nó như con hà mã vậy. Chết, không có sao không chết. Sao chăng gì? Hai ông đánh cháu tôi về chưa vừa làm hả giả nữa hả? Qua đây tính làm gì? Ủa, mới đi bác sĩ về hả? Mới đi bác sĩ về thì đó. Ủa, bác sĩ bộ lên gặp bác sĩ quạo lắm hả? Quạo cái gì mà quạo? Chứ sao ông quạo vậy? Ôi trời ơi. Ông đánh cháu tôi vậy tôi chưa có tính sổ với ông nữa là ông hên lắm vậy đó. Tôi qua đây tôi xin lỗi nữa nè, xin lỗi nha con. Xin lỗi phải gì trời ơi, bác sĩ nói tôi á là bây giờ đó ở trên đầu nó có cục máu bự vậy nè, tụ lại. Rồi cái mũi á, sống mũi nó gãy 5-6 khúc ở đống á. Bây giờ tuần sau phải mổ sắp xương lại, sắp sụn lại gì đó. Nghe không? Mổ. Sao mình quýnh nhẹ mà. Mà quýnh nhẹ cái lỗ mũi đó mà. Mà sao tự nhiên máu đâu chạy lên não. Tự nhiên quýnh ngay chẳng lên sống mũi không mà đâu. Ây da trời ơi, nhức đầu quá. Đau mũi quá. Có uống thuốc gì chưa? Lấy thuốc cho ai cho nó uống đi. Lấy thuốc rồi. Trời ơi, lấy thuốc hết 2 triệu rồi. Rồi ông nói kỳ sau đi mổ á là phải làm là nhiều tiền lắm đó. Bác sĩ nói là 5-6 triệu luôn đó. 5-6 triệu sao mổ 10 triệu. Nãy tôi nghe nói triệu triệu tôi đâu biết nhiêu. 10 triệu hả? Dữ hả? Dữ cái gì mà dữ? Lỗ mũi đỏ làm đó, còn gì nữa ít tiền sao trị nổi. Trời ơi. Đương nhiên rồi, thôi chết thôi, đừng chú xin lỗi nha con. Xin lỗi sao được, mấy người ông phải phụ tiền thuốc men cho tôi thôi. Đúng rồi. Cái mới mua 2 triệu thuốc men được, người 1 triệu thôi. Không, trời, này, chú phụ 100 đi. 100 mà trời ơi, người 1 triệu chứ. 100 ngàn của ông lớn quá. Chịu nha ông chết. Cảm ơn. Mày cho tao mượn 1 triệu luôn đi. Xin lỗi ông chết. Mày cho tao mượn 1 triệu luôn đi. Tiền nó mượn nào chứ tao đâu có tiền đây đâu. Thôi có tiền móc ra đưa 1 triệu đi cho nó đi trị bệnh đi. Ơi không có tôi thưa ơi xã trời ơi. Đừng thưa con ơi. Cái đè đánh người nè. Không chú xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Chú biết lỗi không mày quán cà phê mà bất pháp gì. Mày đây là gia cư. Mày quán cà phê mày không có giấy phép hả? Ông coi chừng tôi ha. Tôi thưa là ông có tù nặng lắm. Đó. Có tiền mà giấu ha. Phải vợ tôi mới đưa mua đồ. Ra đây đi. Ông nội có rồi đưa đi. Rồi. Chết tôi rồi trời. Ơi đau quá luôn á trời. Chú phụ tiền thuốc nha con. Về nhà ông chết rồi. Tôi đi nha ba. Coi chăm sóc cho nó giùm ngang cho nhiều nó ăn đây uống thuốc tôi. Cháu tôi biết lo mà, không nhờ tới mấy người. Nhiều đây cũng không đủ tiền thuốc nữa nè. Ủa? Nãy tao thấy bác sĩ nói không sao mà. Trời ơi, không sao cái gì, chết tôi rồi trời. Nó rình ngoài kia kìa, nó rình. Trời ơi, đau nhức lắm. Có 2 triệu làm sao đủ tiền thuốc men. Nó đi hết rồi. Đi chưa? Đi rồi. Mất tiêu rồi. Hai triệu. Hồi nãy ông Tuấn còn băng keo có mấy ngàn đồng rồi mày làm. Dỡ vậy. Làm ơi, mấy cha này chắc kẹo à. Mà cái thằng cò cũng vậy đó. Nó cũng nóng đánh nữa. Tôi làm gì tôi lấy tiền nó cho bỏ ghét tôi đâu có bị gì đâu. Đó bởi vì cháu nghĩ mày làm có bị gì đâu. Đúng rồi, mày đâu có bị gì đâu. Dạ.
Đau nhất quá trời ơi, trời ơi, đau nhất quá. Đau nhất hả con? Hay quá. Trời ơi, hai chú cháu diễn hay quá ha. Trả một triệu đi. Lỡ xin miếng nước uống mà làm với ông nội. Mày vô duyên quá, mày đi về đi. Vô duyên cái gì? Vô duyên hồi nào? Trước mới mua mấy con heo rồi quở chết mẹ nó mấy con rồi. Trời đất ơi, tôi có nói gì đâu. Mày đi về đi. Tôi nói là heo anh bắt về nửa lớn á, có làm á, chia thịt cho trộm sớm á, tôi chia cho tôi vài ký. Tôi nói gì đâu. Vậy đó mà nói không vô duyên. Đợi hay. Đợi chút xíu tôi nghe coi. Anh đờn hay quá. Mấy người đờn hay bị mù. Sao anh không mù gì hết vậy? Trời, vậy nói vô duyên nó cãi tôi à. Tôi đờn mắt vậy mà nói tôi mù. Không phải, tôi thấy mấy người mù đờn hay. Nó đợi tôi mù mới đờn mới hay vậy. Trời đất ơi. Anh hai. Vậy anh đi đờn lấy tên gì anh hai? Tên là Hoàng Xê. Nhạc sĩ Hoàng Xê. Trời đất ơi. Ở nhà tên Sệ mà mày đặt để Hoàng Xê. Ê, Sệ hồi xưa đó là tại ta khó nuôi ông già ta đặt tên vậy đó. Chứ giờ nhân mãi lẽ kêu Hoàng Xê. Thì để Hoàng Xê đi, để Hoàng Xê. Trời ơi, đổi tên chút xíu cho nó đẹp đẹp chút. Vậy là sao không được đó hả? Nó nghe. Vậy. Bữa nào anh đi đợt nó ma đó, dẫn người theo hát đi. Trời đất ơi, có vô duyên dữ nữa. Tôi đợn ở ngoài, tôi đợn ở tài tử đồ ca rồi nó ngon lành, ông xúi tôi đi đợn nó ma nào ông nội. Đâu biết đâu, tưởng anh đi chuyên môn đợn nó ma chứ ai biết. Trời ơi. Bữa nào dẫn tôi theo nha. Theo làm đó. Gì? Tôi hát. Trời đất ơi, ông hát nó ma có. Đi hát đám gì cũng được, miễn là có hát thôi. Trời ơi, tôi hát hay đó mà, tôi nói thiệt với anh á. Ở trên Sài Gòn xuống rước tôi mấy lần tôi không đi đó. Vậy hả? Bầu lớn không à, rước. Bữa nay gặp tôi bây giờ làm thử coi được không? Được, anh dẫn tìm đi ha. Ok. Rồi. Vậy anh đợi nghe, tôi ca vài câu chơi nghe. Rồi. Trước khi hát là phải tặng hắn rồi. Điếng mới trăm được. Tôi. Đợi cái gì vậy ông nội? Trời ơi. Đổ dây ha. Dây gì của tôi á, dây của tôi á. Dây đồng của tôi nha. Rồi. Từ đi. Dây gì? Dây của tôi. Dây của tôi là dây gì? Ai biết, rồi bà ông cứ đợn đi, tôi cá đúng thôi. Dây này được không? Tôi. Cào quá ông nội ơi, trời ơi, dây gì mà cao dữ thằng không? Mà, nhạc sĩ bây giờ mà gặp ông này là ông ca, thôi nước tôi bỏ luôn, hàng chi mấy mù phải rồi. Có thấy đường đâu mà cãi giả với ông. Đợi đi. Dây nào không hát được chứ sao? Cái gì của tôi á? Dây của ông, dây gì? Phải biết. Này coi. Được chưa? Đừng. Được rồi đó, đó. Dây gì đó, dây của tôi đó. Vô đi, ca hai câu. Ca hai câu thôi. Hai câu cũng gì? Ca thử cho nghe thôi. Tựa đề. Tôi ca cái gì tôi ca kệ thôi. Nhưng mà tôi nói thiệt ông, đáng lẽ tôi ca 6 câu chơi với ông, nhưng mà tôi ca 2 câu cho ông nghe, ông lé con mắt rồi thôi. Nãy chùi tôi đuôi, giờ chùi tôi lé. Đau đi. Đau mùi à. Tôi thì đèn quá kêu trước. Bước vô trong nhà thế nào là đèn đỏ đèn xanh. Ngoài cổng tam quan có cái bảng hiệu đàn hoàng. Lễ tân hôn tức là kết thành duyên. Hay á, tôi đi cả đám cưới được á, cái bài này nè. Cả đám cưới đọc lắm rồi. Đám cưới người ta mà thiệt tình.
vô kiểu này bị đuổi về quá. Đuổi về gì tao ca đàng hoàng mà nghe còn nữa nè. Rồi đẩy hai trẻ rồng mấy thôi chắp cánh tung bay tận bốn phương trời. Vậy giữa nơi đây hãy cho tôi được nói đôi lời. Nói thiệt là cái đám cưới này tôi được mời lâu lắm rồi với hai sệ. Nhưng mà tại tôi bận rộn công việc nhà nhiều quá cái tôi quên nè. Hôm nay tới đây thì thấy cô bác người tặng vật này người tặng vật kia. Còn riêng tôi thì không có gì hết rồi. Vậy xin tặng chú rể với cô dâu thưởng thức giùm hai câu dòng cô mơ. Ôi! Đợt lâu rồi. Trời ơi tôi nói thiệt đó nha. Cô chú rể thì cưới vợ về đó thì phải đừng có ăn nhậu. Rồi cô dâu có buồn, cô dâu cũng vậy. Đánh đàn ông người ta nóng lắm, đàn bà mình phải nguội mới được. Cái đàn ông nóng, đàn bà nóng, hai cái nóng chạm nhau nó mát. Bởi vì người xưa có câu mỗi khi chồng vẫn dở cười, mỗi khi dân dân trong ngồi sau lưng mình ơi đừng có dành anh để anh bắt chí dài tình. Vợ liền quay lại cười tình, thế là hạnh phúc gia đình bình yên. Tôi đây có mấy lời khuyên chúc cho hai họ bền duyên trọn đời. Trời ơi quá đã luôn á. Được không? Vậy là thấy hết hết vô duyên rồi đó. Ừ. Mai mốt mà đi hát đám cưới được á. Được, anh dẫn tôi theo nha. Rồi ok. Trời ơi tôi theo chứ coi vậy chứ. Anh tin tưởng tôi đi, tôi hát là ăn bứt cái chân cái rồi, đừng lo vậy chân. Rồi bây giờ tao bữa nay mới gặp lần mà thấy mày làm ngon đó. Dạ, hát được. Dạ. À, ừ, dạ. Anh hai mập ha. Ừ. Em rồi, mới gặp cái quở rồi. Không phải, anh tại thấy anh ăn đồ sang trọng không à. Sao biết? Sao mà trời đất ơi, tao ăn sang trọng tôi mập chứ ai ốm như mày vậy mày câu ăn sao được trời ơi. Mập mà ngon không? Ngon. Ừ, ngon. Đồ bổ không đó. Nói anh nghe. Trời ơi. Tôi có mấy cái câu chuyện. Hay. Đâu coi. Cái câu chuyện này đó là nói về anh. Hay đó. Đâu nó mới gặp mà hay thiệt ta. Đâu có. Tôi nghiên cứu lâu rồi. Vậy hả? Tôi thấy anh ăn uống sang trọng đó. Ừ. Tôi nói trong những cái thức ăn của anh ăn toàn là chữ sờ không? Hay quá vậy. Đâu kể tao nghe coi. Nghe chứ. Anh là tên sệ phải không? Đúng hai sệ. À. Ừ. Tên sệ. Ừ. Thì nghe kỹ nha. Ừ. Chị sợ không nghe? Ok. Sáng sớm sương xuống xào xạc. Ừ. Sệ xuống xuồng sang sông. Trời đất ơi. Đi làm gì á? Thì đi anh đi ăn sáng đó. Trời ơi. Coi sang sông làm gì nghe. Ừ. Sệ sang sông. Ừ. Làm nữa. Sệ sực sương xa. Ừ. Sực sương sáo. Ừ. Sực xá xíu. Ừ. Sực sôi. Gì dữ. Sực xài. Sực xá xị. Ăn toàn đồ bổ giàu gia đình có tiền có điều kiện ngon lành không đã mà coi sực xong anh làm gì nghe. Ừ. Sực xong xị xì. Ừ. Xị xì. Ừ. Xị xẹp. Ừ. Xị xẹp gì nữa. Xị xệ. Ừ. Xệ kéo lên. Ừ, kéo lên phải rồi kéo lên sệ nữa. Ừ, được sệ nữa kéo lên có lên sệ nữa kéo lên sệ nữa. Ừ, đúng rồi sệ đứt kinh thịt. Ăn nhiều quá cái miệng đứt kinh thịt trúng thực á. Ừ. Ê đứt kinh thịt là sao mày đứt kinh thịt hả? Ừ. Lớn không biết đứt kinh thịt là sao hả? Không đứt kinh thịt là theo ông theo bà đó trời ơi là chết đó. Ê, thằng chó đẻ mày mốt mà đừng nghe nghĩa nhà tao nữa nè bọn mày lại tới nhà tao mà chủ tao chết là mày từ đây chúng tới tao gặp mày đâu rồi tao quýnh đó mày cái thằng vô duyên. Anh ơi sệ, khỏe không?
mày ra hôm trước tới nhà tao nè, mày tới nhà tao mày chù tao chết không? Tôi làm gì đâu mà ông đánh tôi? Mày là thằng vô duyên. Tôi là Nam Tửng nè. Thôi có gì xin lỗi mày được không? Xin lỗi gì? Tự nhiên là tôi qua nhà ông tôi mời đám dỗ, tự nhiên ông đánh tôi. Tôi lên xã tôi thưa ông cho ông coi nè. Trời ơi Nam Tửng ơi, Nam Tửng, mày thông cảm với tao đi, ngày lớn tuổi còn mắt kém quá thì dòm không thấy ai. Nam Tửng mày đừng lên xã mày thưa tao. Nam Tửng ơi, qua trời chẳng thương tôi.